ra sukhi hôn tu sát bề đắc khi nà gia đi xa gia sát ta a về ra sukhi hôn tu sát bề đắc khi nà gia nu đi xa gia sát ta a về ra sukhi hôn tu sát bề bách chi mà gia đi xa gia sát ta a về ra sukhi hôn tu sáp bề bách chi mà gia nu đi xa gia sát ta a về ra su khi hồn tu sáp bề út ta ra gia đi xa gia sát ta a về ra su khi hồn tu sáp bề út ta ra gia nu đi xa gia sát ta a về ra su khi hồn tu sáp bề upari mà gia đi xa gia sát ta a về ra su khi hồn tu sáp bề hết ti mà gia đi gia sát ta a về ra su khi hồn tu sáp bề sát ta a về ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc khả hồn tu áp già bách cha hồn tu a ni khả hồn tu đi khả du khả hồn tu a rô ga hồn tu sam bát tì hi sa mi chan tu su khi ác ta năng pariharang tu đúc khà bát ta cha ni đúc khà pha gia bát ta cha ni pha gia so ca bát ta cha ni so ca hồn tu sắp bề bi ba ni no akasata cha bom bát ta dewa naga mahitika bunya đang tu chi rằng rắc khăn tu xa xa năng a ca sa ta cha bom mát ta đê qua na ga ma hi thi ca un nhân mô đang tu chi rằng rắc khăn tu nô a ca sa ta cha bom mát ta đê qua na ga ma hi thi ca un nhân nô anu mô đang tu chi rằng rắc khăng tu nhà ta vô a ca sát ta cha bom ma tha đê wa na ga ma hi thi ca bun nhang mô anu mô đăng tu chi rằng rắc khăng tu ba ni no a ca sát ta cha bom ma tha đê wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anu mô đăng tu chi rằng rắc khăng tu no sa đa di đăng qua ta no bằng a sa quắc a già qua hằng hồ tu a na ga tê ca lê sa thú. Dạ thầy, kinh lễ bái tam bảo đã xong ạ. Con kính thỉnh sư Tinh Tuệ dẫn tiếp bài học tiếp theo cho chúng con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào các học viên. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu một bài học mới nữa, đó là bài học số 3. Ở trong phần bài học số 3 này thì phần quan phạm mới, đó là bắt đầu học phần bản chia. Trong bài học này thì chúng ta gồm có các mục, đó là phần đầu lịch sử Đức Phật. Chúng ta học một đoạn lịch sử ngắn nói về hoàng tộc. Phần hoàng tộc này thì chúng ta chỉ học đơn giản những người ở trong gia đình của Đức Phật. Như có đoạn lịch sử ngắn ở đây, tức là gồm mà Đức vua Suddhodana, hoàng hậu Mahamaya là phụ hoàng và mẫu hậu của Đức vua của thái tử Siddhartha. Rồi còn có bà Mahavacha Tommy, rồi
còn có công chúa Yasodhara, hoàng tử Rahula, rồi Đức Phật này là họ Gautama về dòng tộc Sakya ở thành Kapila ở Thú, đơn giản bao nhiêu đó. Tuy nhiên học các cái đoạn lịch sử này thì yêu cầu của chúng ta đó là phải nhớ hết các từ vựng Pali, là mình có 50 từ Pali gì đó mình cần phải nhớ bằng các thuật ngữ Pali. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai đó là phần danh từ năm tánh vị ngữ ác. Trong đó chúng ta có cái bảng chia là danh từ Nara là bảng chia mẫu. Rồi chúng ta còn có một phần đàm thoại ngắn về cách hỏi thăm sức khỏe. Rồi một vài số đếm hàng chục như là 20, 30, 40 cho đến 100, 1000, để chúng ta có khái quát về phần số đếm. Phần số đếm này chúng ta chỉ học một bài này nữa thôi. Rồi cho đến quyển 2 thì chúng ta sẽ có một bài học chi tiết về phần số đếm. Thì đó là phần khái quát về phần trọng tâm của bài học số 2. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu học chi tiết của bài học số 2 này. Thì trong phần bài học này thì bài học số 2 này thì vì có bảng chia, một phần mới của bảng chia, cho nên chúng ta sẽ học 3 buổi. Phần lịch sử thì giống sư nói sơ qua nãy rồi. Phần hoàng tộc thì chỉ liên quan đến hoàng tộc này, nếu mình kể ra hết thì đông nhiều lắm. Mình chỉ nói ngắn gọn ở trong gia đình của Đức Phật. Còn mà Đức Sô Đa Ná và hoàng hậu Mahamaya là phụ hoàng và mẫu hậu của thái tử Siddhartha. Rồi kể thêm bà Mahapachapati Gautami. Tại sao khi hoàng hậu Mahamaya băng hà thì bà Mahapachapati Gautami là người có công nuôi dưỡng thái tử Siddhartha. Rồi sau đó mình kể thêm công chúa Yasodhara là vợ của thái tử. Rồi kể thêm hoàng tử Rahula là con của ngài. Rồi ngài thuộc dòng sắc giá. Họ thì Gautama ở thành Kapila ở Thú. Đó là phần dòng tộc, là các từ ngữ Pali mà mình cần phải nhớ. Đây là hình ảnh của thành Kapila và Thú ngày xưa. Theo nghiên cứu thì ngày nay thì Kapila và Thú thì thuộc về xứ Nepal, tức là nó nằm cách biên giới Nepal khoảng 70 km. Rồi tiếp theo đó là phần từ vựng mà chúng ta cần phải học ở trong bài này. Đây có 10 từ vựng được chia làm hai trang ở trên máy. Vậy sư sẽ đọc trước, sau đó lớp sẽ đọc sau, giống như mỗi khi mình sẽ học 10 từ vựng. Rồi bây giờ chữ giữa là chữ được đọc trước, sau đó là 4 chữ còn lại. Chữ đầu tiên là ra chát cú lát. Rajakula, chữ Rajakula này là hoàng tộc. Suddhodana Raja, Suddhodana Raja, Suddhodana Raja là vua tình phạn. Mahamaya Devi, Mahamaya Devi, Mahamaya Devi, hoàng hậu Mahamaya. Chúng ta thường quen gọi hoàng hậu Maya, hoàng hậu Maya đó, ra gọi đầy đủ là hoàng hậu Mahamaya thì mới hết chữ của nó. Mahamaya Devi Rajapitu là vua cha đó.
Rajapitu phụ hoàng, Raja xin lỗi mẫu hậu ha, Rajamatu mẫu hậu. À, đây mới là vua cha bên đây, chữ vua cha bên đây. Rajapitu. Rồi đọc lại lần nữa ha. Rajakula. Suthodana Raja. Mahamaya Devi. Rajamatu, Rajapitu, Rajakula, Suthodana Raja, Mahamaya Devi, Rajamatu, Rajapitu. Rồi bây giờ ai đọc được thì giơ tay lên. Đọc được năm từ vựng này giơ tay lên. Và sẽ có người mời để cho chúng ta đọc. Giờ ai giơ tay lên trước thì đọc trước theo thứ tự ha. Ô Phước Duyên hỗ trợ với sư mời các Phật tử để giơ tay lên đi theo thứ tự. Rồi ai đọc xong xuống ha để không có bị lẫn lộn. Rồi mời Phước Duyên. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc. Rajakula Suddhodana Raja Suddhodana Raja Mahamaya Devi Mahamaya Raja Matu Raja Pitu. Dạ thì sư thật. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Rajakula là hoàng tộc, Suddhodana Raja là đức vua tịnh phạn, Mahamaya Devi là hoàng hậu Mahamaya. Devi. Dạ Devi. Mahamaya Devi là hoàng hậu. Mahamaya Devi. Là hoàng hậu Mahamaya. Rajamatu là mẫu hậu. Rajapitu là phụ hoàng. Dạ bạch sư con hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Minh Ngạn. Dạ thưa sư con xin phép đọc ạ. Rajakula Suddhodana Raja Mahamaya Devi Rajamatu Rajapitu. Dạ con xin hết ạ. Rồi xin mời Phật tử Khi Sương. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Rajakula là hoàng tộc, Suddhodana Raja là vua tịnh phạn, Mahamaya là hoàng hậu Mahamaya, Rajamatu là hoàng hậu, là mẫu hậu, Rajapitu là phụ hoàng. Dạ thưa sư. Dạ. Xin mời Phật tử Chia đáp. Dạ con xin đọc ạ. Rajakula là hoàng tộc, Suddhodana Raja vua tịnh phạn, Mahamaya Devi, Mahamaya Devi là vua hoàng hậu Maya, Rajamatu là mẫu hậu, Rajapitu phụ hoàng. Dạ con xin hết ạ, cảm ơn. Xin mời Phật tử Nguyễn Hảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Raja hoàng tộc, Suddhodana Raja đức vua tịnh phạn, Mahamaya Devi hoàng hậu
Mahamaya, Raja Matu mẫu hậu, Raja Pitu phụ hoàng. Dạ thưa sư, xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Con xin đọc Raja Khu Lá hoàng tộc Sudodanak Raja tình phạn Mahamaya Devi là hoàng hậu Maya, Gajan Matu là phụ hoàng, mẫu hậu, Gajapitu phụ hoàng. Dạ xin hết ạ. À. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ xin đàng hoàng. Raja Suddhodana Raja Mahamaya Devi Raja Matu ra chấp bí chú về xí hái nhà. Rồi, xin mời Phật tử Huyền. Thưa sư, con xin đọc ạ. Ra chấp Kula Suddhodana ra chấp Mahamaya Devi ra chấp Matu. Xin hiểu ạ. Xin mời Phật tử Loan Liễu. Raja Kula Suddhodana Raja Mahamaya Devi Raja Raja Matu Raja Pitu. Nhỏ quá, ở mấy nó nhỏ quá. Tử Liên Diệu. Dạ một Phật thưa sư con đọc ạ. Raja Kula là Raja Kula là vương tộc phải không ạ? Dạ hoàng tộc. Suddhodana Raja là vua tịnh phạn. Mahamaya Devi là hoàng hậu Maya. Raja Matu là phụ vương là mẫu họ Raja Pitu là phụ vương. Rồi. Trước khi mời Phật tử Minh Ngạn bỏ tay xuống. Xin mời Phật tử Lan Lê đọc bài. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Raja Kula Suddhodana Raja Mahamaya Devi Raja Matu. Rồi. Xin mời Phật tử Ánh. Dạ thưa sư con xin đọc bài ạ. Raja Kula là hoàng tộc. Suddhodana Raja vua tịnh phạn. Mahamaya là hoàng hậu. Raja Matu là mẫu hậu. Và cha Pitu là phụ hoàng. Con xin hết ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Mang Cái Lá Nam đi. Dạ sư sư con xin đọc. Ra giá lá là hoàng tộc. Xu hô đá lá. Ra giá là đức vua tịnh phạn. Ra giá đọc ra giá. Ra giá là đức vua tịnh phạn. Ma Mahamaya Devi là hoàng hậu. Raja Pitu là phụ hoàng. Raja mẫu hậu. Đọc Raja. Raja Pitu là phụ hoàng. Raja Matu là mẫu hậu. Xin hết. Xin mời Phật tử Karuna Hải. Raja Kula là hoàng tộc. Suddhodana Raja là đức vua tịnh phạn. Mahamaya Devi là hoàng hậu Maya. Raja Matu là mẫu hậu. Raja Pitu là hoàng. Con sẽ hết ạ. Rồi giỏi. Xin mời Phật tử Thanh Hoàng.
Dạ con xin đọc ạ. Raja Kula hoàng tộc. Tuttho Đá Na Raja đức vua thịnh phạt. Ahaja Devi hoàng hậu. Raja Matu mẫu. Raja Pitu phụ hoàng. Con xin hết ạ. Cô Thanh Hoàng hôm nay đi đâu không thấy lên đọc bài nha. Con ạ. Hôm nay nghỉ học nha, không có lên room á. Thưa sư con đang đọc ạ. Rồi. Thưa sư con đang đọc ạ. Alo. Rồi nghe rồi, nghe rồi. Vâng, con chào sư ạ. Vâng. Xin mời Phật tử Sa Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Raja Ku hoàng tộc. Tuttho Đá Na Raja là tịnh phạn. Mahamaya Devi là hoàng hậu. Raja Matu. Raja Matu là mẫu hậu. Raja Pitu là vua cha. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Quyên Lê. Thứ sư con đọc Gia Chá Cú Lá Sút Đô Đá Ná Gia Chá Má Ha Gia Má Ha Ma Gia Đề Vi Gia Chá Má Gia Chá Ma Tú Gia Chá Tí Tú. Dạ thứ sư con hết. Dạ Phật tử Trần Văn Điền mới nãy có đọc rồi thế mà bây giờ đọc lại hay sao ạ? Dạ không ạ. Dạ, vậy xin lỗi ạ. Đọc rồi bỏ tay xuống. Ai đọc rồi bỏ tay xuống, nhớ đọc rồi bỏ tay xuống để người ta nhầm lẫn. Dạ, xin mời Lập Trần. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Dạ, Cha Cô Lạ là hoàng tộc Sụ Thổ Đa Na Ra Cha là đức vua tịnh phạn. Maha Ra Cha Mahamaya Devi. Maha Ra Cha Devi là hoàng hậu Maya. Ra Cha Ma Tụ là mẫu hậu. Điện thoại của con nó đang có cuộc gọi. Rajah Madata Matu là hoàng thượng là mẫu hậu. Raja Bị Tụ là hoàng hậu là hoàng tử gì? Phụ hoàng. Phụ hoàng. Dạ vâng. Con xin lỗi sư, tại con điện thoại con nó đang có cô gọi điện thoại. Dạ vâng. Con xin lỗi ạ. Mời Phật tử Trần Thị Hoa. Dạ con xin đọc ạ. Gia Cha Kula là hoàng tộc. Sutho Đá Ná Gia Cha vua tịnh phạn ạ. Maha Maja Devi. Cái này con không nhớ. Dạ. Gia Cha Matu mẫu hậu ạ. Gia Cha Pitu phụ hoàng ạ. Con xin biết ạ. Trần Thị Hoa này học giỏi nha. Rồi có còn ai nữa? Đã hết rồi sư ạ. Đọc lại nha, nghe đọc lại về nhà đọc thêm cho đúng. Raja Kula. Raja Kula. Sutho Dana Raja. Sutho Dana Raja. Mahamaya Devi. Mahamaya Devi. Raja Matu. Raja Matu. Raja Pitu.
ra giá pi tú. Rồi bây giờ chúng ta sang trang 2 ha. Rồi trang 2. Trang 2 thì từ hơi dài dài một tí. Rồi ca lăng ca rô tí. Ca lăng ca rô tí. Ca lăng ca rô tí. Ca lăng ca rô tí là chết á, băng hà ha. Ca lăng ca rô tí băng hà. Maha Pachapati Gotami. Cái này bà Maha Pachapati Gotami á. Maha Pachapati Gotami. Yasothara Raja Kumari. Cái này hoàng hậu Yasothara ha. Hoàng hậu Yayudala. Yasothara Raja Kumari. Yasothara Raja Kumari. Yudala. Rahula Raja Kumara. Rahula Raja Kumara. Rahula Raja Kumara. Hoàng tử Rào La. Sakka Sakya. Sakka Sakya. Sakka Sakya là dòng tộc Thích Ca. Gotama. Gotama. Kalang Karoti. Kalang Karoti. Mahapachapati Gotami. Mahapachapati Gotami. Yasothara Raja Kumari. Yasothara Raja Kumari. Rahula Raja Kumara. Rahula Raja Kumara. Sakka Sakya. Sakka Sakya. Gotama. Gotama. Rồi lần nữa ha. Kalang Karoti Băng Hà. Mahapachapati Gotami. Bà Mahapachapati Gotami. Hoặc là hoàng hậu Mahapachapati Gotami. Yasothara Raja Kumari. Công chúa Yayudala. Rahula Raja Kumara. Hoàng tử Rào La. Sakka Sakya. Dòng tộc Thích Ca. Gotama Cổ Đàm. Rồi lần nữa ha. Kalang Karoti. Mahapachapati Gotami. Yasothara Raja Kumari. Rahula Raja Kumara. Sakka Sakya. Gotama. Rồi ai đọc được giơ tay lên. Ai đọc được giơ tay lên rồi mời từng người đọc. Rồi mời cô Phước Duyên mời giùm sư đi. Mời các Phật tử đọc. Dạ Phật tử Trần Thị Hoa với Trần Văn Điền là thấy có giơ tay sẵn mà bây giờ là đọc luôn hay sao ạ? Con đọc luôn ạ. Kalang Karoti. Băng hà. Băng hà. Yasothara Raja Kumari. Công chúa Yayudala. Mahapachapati Gotami. Hoàng hậu Mahapachapati Gotami. Hoàng hậu Mahapachapati Gotami. Rahula. Rahula Raja Kumara. Sakka Sakka Sakya. Cái từ sau con khó đọc quá. Sao đọc lại giúp con. Sa cái giá. 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 Ờ. Vô tám á. Rồi. Con xin nghe đọc. Rồi. Mời Phật tử Trần Văn Điền. Đọc xong bỏ tay xuống, nhớ đọc xong bỏ tay xuống để tay đó lát người ta gọi nữa. Giờ xin ra qua.
Cá lăn, cá rô tí là Ban Hà. Rồi. Maha Payapati Gotami, bà Gotami. Yasoda Rara Chaku Mari là công chúa. Là công chúa Yayudala. Yayudala. À, Rahula Rajaku Mara là Rahula. Satka Saya là dòng Thích Ca. À, Gotama là cô đàm. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào. Rồi. Dạ thưa sư, con xin đọc. Kalang Karoti Mahapayapati Gotami Gotami Yasodarara Chakumari Rahula Raja Kumara Sakka Saya Gautama. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ. Mà thực tử lên nhiều. Dạ. Ô, Phật thưa sư con đọc à. Kalang Karoti là Băng Hà. Maha Pajapati Gotami là Hoàng hậu Mahabhasabade. Yasodhara Raja Kumari là công chúa Yayudhara. Yeah. Rahula Raja Kumara là thái tử La Hầu La. Saka Sakya là hoàng tộc Sakya. Gotama là cô đàm. Quý sư cô lên rung ngân cạn chịu khó để chữ TN đi để người ta biết cái đó là thích nữ gì đó để người ta gọi không lộn với Phật tử, để chữ TN viết qua đi. Dạ mô Phật. Dạ. Dạ ta biết cái đó là quý sư cô. Dạ mô Phật. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Huyền. Dạ thưa sư cho con xin đọc ạ. Ca lăng ca rô tí là Băng Hà. Mahapajapati Gotami, Hoàng hậu Gotami. Yasodhara Raja Kumari, công chúa Yayudhara. Rahula Raja Kumara, thái tử La Hầu La. Sakya dòng Thích Ca. Gotama Cô Đàm, con xin hệ chặt. Xin mời Phật tử Lâm Thị Lê. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Cá lăng cá rô tí là Băng Hà. Má Hà Pá Cha Pá Tí Gô Tá Mi là Hoàng hậu Gô Tá Mi. Giá Sô Thá Ra Ra Chá Cú Ma Ri là công chúa Gia Du Đà La. Rahula Raja Kumara là hoàng tử Ra Hầu La. Sakka Sakya là người dòng Thích Ca. Gotama là cô đàm. Dạ con xin hết ạ. À. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Kalankha Roti là Băng Hà. Mahapakya Pati Gotami, hoàng hậu Gotami. Yasodhara Raja Kumari là công chúa Yayudhara. Rahula Raja Kumara hoàng tử Rahula. Sakya Saya là dòng tộc Gotama là họ của Gotama. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Tuyết Ngọc, Phật tử Huyền và Phật tử Lâm Thị Nương võ thai xuống. Xin mời Phật tử Lan Liễu đọc bài. Bài thứ 2 con xin đọc. Mai con đọc sau.
ca lăng ca rô tí băng hà má hà bá ca bá tí rô tá ni má hà bá ba đề rô tá ni rô tí hà là rá chá bú mà dí là công chúa gia di đà na gia di là gia cha u ma la là hoàng tử gia hồ la chú gia là người thầy thích gia rô ma ma là tự đạo mà quan đọc có thể chơi con xin đọc ạ gia lâm các rô tí là băm nhà má ba ba cha ba tí về ba ni về ba ni là mặt bộ tham lia và từ khác và cha và đi mà công chúa ra đi đời ơi và đi ra và cha cái mà ra và thấy từ ra mắt ra mắt đi ra là gần về ta mắt là cô đàm ạ. À, nghe không không rõ lắm là do cái cú gì đó sao con thấy cái nó nhỏ quá hay làm sao ạ? Nghe nhỏ quá. Rồi mà mình đi xe đi. Xin mời Phật tử thôi thích ạ. Dạ con xin đọc ạ. Ca lăng ca rô tí băng hà ma ha pa cha pa tí vô ta mi hoàng hậu vô ta mi gia sô tha ra ra cha phu ma ri công chúa gia du đà la ra hu la ra cha cu cu ma ra hoàng tử ra hầu la sa ca sa ki ya người dòng Thích Ca vô tạ ma bồ đàm dạ con xin hết. À. Xin mời Phật tử Thiên Trương. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ca lăng rô tí băng hà ca cha bá tí vô tá mi hoàng hậu vô tá mi giá sô đá ra ta cha vô hà ri công chúa gia du đà la ra hù la sắc cá sắc cá sắc cái giá dòng Thích Ca vô tá má là dòng là họ Cồ Đàm dạ thưa sư. Xin mời Phật tử Thanh Hoàng. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ca lăng ca rô tí băng hà Mahapajapati Gotami hoàng hậu Gotami ạ. Yasothara Chakumari công chúa Rajudala Rahula Rajakumara hoàng tử Sakka Sakya dòng Thích Ca Gotama Cồ Đàm ạ. Thế ạ. Dạ, xin mời Phật tử Cáo Mái Hải. Dạ, thưa sư con đọc ạ. Cả lăng cả rô tí là băng hà ma hăng ba cha ba tí ngô ta mi là hoàng hậu ngô ta mi gia sô tha ra ra cha cú ma ri là công chúa gia sô ra 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 hu la ra hu la ra cha Kumara là hoàng tử Rahula, Sakka Sakya là dòng tộc Thích Ca, Gotama là họ của Đàm. À, giỏi, đọc rất rõ. Mời Phật tử Lan Liễu Thông Má Năng đi và Phật tử Thông Hoàng bỏ tay xuống. Và tiếp theo xin mời Phật tử Nguyên Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ca lăng ca rô tí là băng hà ma ha ba cha ba tí gô ta mi hoàng hậu gô ta mi yasodhara
Raja Kumari, công chúa Yayudala, Rahula Jara Kumara, hoàng tử Rahula, Sakha Sakya, dòng họ Sakya, Gotama, Đức Cổ Đàn. Dạ con xin hết. Rồi. Xin mời Phật tử chi ai bát ạ. Dạ thưa con xin đọc ạ. Kalankaroti là băng hà. Mahapachapati Gotami là hoàng hậu Gotami. Yasothara Raja Kumari là công chúa Yasodhara. Rahula Raja Kumara là thái tử Rahula. Sakya 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 dòng họ Thích Ca. Gotama là cô đàm. Dạ con xin hết nè. Rồi. Xin mời Phật tử Minh Pháp. Dạ thưa sư con đọc ạ. Kalankaroti là băng hà. Mahapachapati Gotami là hoàng hậu Gotami. Yasothara Raja Kumari là công chúa Yasodhara. Rahula Raja Kumara là hoàng tử Rahula. Sakya Sakya là dòng tộc Thích Ca. Gotama là cổ đàm. Dạ con xin hết ạ. Ưng pháp này học tốt quá. Xin mời Phật tử Sa Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Kalankaroti là băng hà. Mahapachapati Gotami là bà hoàng hậu Gotami. Yasothara Raja Kumari công chúa Yasodhara. Rahula Raja Kumara là hoàng tử La Hầu La. Sakya Sakya là dòng họ Thích Ca. Gotama là cổ đàm. Dạ con xin hết. Mời Phật tử mang ra bán anh đi. Dạ sư sư con xin đọc. Kalankaroti là băng hà. Mahapachapati Gotami là hoàng hậu Gotami. Yasodhara Rajakumari. Đọc lại nè. Yasodhara Rajakumari. Yasodhara Raja Kumari. Yasodhara Raja Kumari. Yasodhara Raja Kumari là công đúng, không đúng. Yasodhara Raja Kumari. Yasodhara Raja Kumari. Raja Kumari là công đọc chúa. Đọc lại lần nữa. Yasodhara Raja Kumari là công chúa Yasodhara. Rahula Raja Kumara là hoàng tử Rahula. Sakha Sakya là người dòng Thích Ca. Gotama là cổ đàm. Rồi, cố gắng đọc cho đúng nha. Nghe đọc cho đúng đó. Rồi. Xin mời Phật tử Tam Nguyễn. Dạ, con kính đảnh lễ sư rồi. Sư có nghe con không ạ? Rồi, nghe. Dạ, con xin đọc ạ. Cá lâm, cá rô tí, má hả, bá chá, bá tí, cú tá mí. Giá sô, dạ. Giá sô thá ra giá cú má rí. Cú má rí. Giá sô thá ra giá cú má rí. Ra hú lá ra giá cú má rá.
Saka Sakya Gautama. Dạ con xin hết ạ. Dạ hết rồi ạ. À, cảm ơn chị. Rồi bây giờ nghe đọc lại rồi về nghe lại đọc cho đúng ha. Nhiều người mới đọc chưa được. Bây giờ này, kiểm tra lại là nhiều người mới đọc chưa được ha. Nên về nhà nghe lại trên cái file đọc của Vương Ngọc Trân hoặc là của Tinh Tuệ đó trên Facebook đó, nghe đọc lại ha. Có ghi âm lại đó, mình vào đó mình nghe đọc lại, nghe nhiều lần đọc lại cho đúng, để đến khi học nhiều bài quá là không đọc được. À, học ngoại ngữ mà không đọc được là coi như mình thua rồi. Rồi nghe đọc lại. Ca lăng ca rô tí Maha Pacha Pati Gotami. Maha Pacha Pati Gotami. Yaso Thara Raja Kumari. Yaso Thara Raja Kumari. Rahula Raja Kumara. Rahula Raja Kumara. Sakka Saya Gotama. Rồi lần nữa. Kalang Karoti. Maha Pajapati Gotami. Yaso Thara Raja Kumari. Rahula Raja Kumara. Sakka Saya Gotama. Rồi đó là phần từ vựng ha. Mình có 10 từ để đọc. Bây giờ sang qua phần thứ hai, đó là phần văn phạm. Phần văn phạm bây giờ trước tiên nó là học về danh từ năm tánh. Danh từ năm tánh thì mình có 7 tiếp vị ngữ. Tức là hôm trước mình học ở trong nguyên cái ngôn ngữ Bali đó là mình có 7 tiếp vị ngữ. Thì trong 7 tiếp vị ngữ đó thì danh từ năm tánh nó có luôn cả 7 tiếp vị ngữ. Tức là A-A-I-I-U-U-E-O, bỏ chữ E ra. À, năm tánh nó có 7 tiếp vị ngữ luôn. Dạ. Nhưng mà nói là 7 chứ thật ra chữ O thì nó chỉ có một từ một thôi. Và chỉ có này, dạng năm tánh thôi nó có chữ O, ngoài ra thì các tính còn lại nó cũng không có. Dạ. Chữ A thì ở năm tánh này nó chỉ có vài ba từ thôi. À, còn năm tiếng vị ngữ còn lại thì nó xài khá phổ thông, tức là A, I, I, U, U thì nó xài phổ thông. Còn chữ A với chữ O thì chỉ có một từ duy nhất là chữ Go là con bò. Chữ A thì nó có vài ba chữ, ví dụ như là chữ Sa, con chó, chanh đi ma, mặt trăng, nó chỉ có vài ba từ. Dạ, chủ yếu là năm tiếng vị ngữ đó là A, I, I, U, U. Nhưng mà về phổ thông thì nếu mà nói tiếng vị ngữ của năm tính thì nó có 5 chữ, tức là cũng là A, A, I, I, U, U, E, O của năm tính. Bây giờ hôm nay mình học tiếng vị ngữ đầu tiên đó là tiếng vị ngữ A. Vị ngữ thì mình biết rồi, tức là chữ cuối cùng của một danh từ. À, vị ngữ của một danh từ. Thí dụ ở cái bảng này, danh từ nam tánh của chữ Nara. Chữ Nara là người đàn ông đó, thì nó có chữ Á ở cuối, thì danh từ này là người ta gọi là danh từ nam tánh vị ngữ Á. À, và một danh từ nam tánh hôm trước giống như nói, một danh từ thì nó được chia ở 8 cách, ở 2 số, số ít số nhiều. Và hôm trước mình có học về danh từ, khi mà nói đến danh từ thì mình nói đến 4 khía cạnh. Thứ nhất là nói đến tính, thì ở đây nó là danh từ nam tính. Thứ hai là nói đến vị ngữ, thì ở đây nó là vị ngữ ác. Thứ ba nói đến số, tức là nó có số ít và số nhiều. Thứ tư nói đến ngữ cách, thì nó có 8 ngữ cách. Thì bài này chúng ta sẽ học đầy đủ phần đó. Dạ. Giờ buổi đầu tiên này thì chúng ta tập chia 4 cách trước. À, cách số 1, cách số 2, cách số 3, cách số 4, tự chủ cách. Đối cách sử dụng cách trên định, chỉ định cách trước, rồi buổi sau chúng ta sẽ học thêm 4 cách nữa. Rồi và bất cứ danh từ nam tánh nào tận cùng bằng á ở dạng phổ thông thì nó sẽ chia giống như cái bảng này. Cái này người ta gọi là bảng chia, bảng biên cách của danh từ nam tánh vị ngữ á như là Nara.
Nghiền hay chia rừng lát tập chia theo ha. Ở đây mình chia xong mình tập dịch luôn để mai mốt mình làm bài tập á, làm dịch nó được. Thấy người ta chia mình dịch nó được. Ở đây là chủ cách. Xem mà, số 1 là chủ cách, số ít, naro. Khi mình chia nó naro á, thì mình dịch nó là người đàn ông. Số nhiều nara, thì mình dịch nó là những người đàn ông. À, chủ cách, số ít, naro, người đàn ông. Số nhiều nara, những người đàn ông. À, rồi đối cách, số ít, narang, người đàn ông. Số nhiều nari, những người đàn ông. Như vậy thì chủ cách với đối cách dịch giống nhau, nhưng mà cái vị trí của nó sẽ là khác nhau. Vị trí của chủ cách là nó làm chủ từ ở trong câu, còn vị trí của đối cách nó làm túc từ ở trong câu. À, cái đó đến khi vào câu thì người ta sẽ giảng cho mình thêm. Bây giờ mình chỉ tạm nghe như vậy, chủ yếu làm tập chi cho nó đúng. Yeah. Rồi sử dụng cách số ít ná rê ná. Chữ nare ná này mình có thể dịch ở cách thứ ba này, sử dụng cách này mình có thể dịch cho nó là do, bởi hay là với, bằng, tức là do người đàn ông, bởi người đàn ông, với người đàn ông hay là bằng người đàn ông gì đó. Bây giờ mình chọn một từ dịch tiêu biểu đi, do người đàn ông, nare ná do người đàn ông, nare hí hoặc là nare phí. Ở đây nó có hai trường hợp, thì nare hí, nare phí do những người đàn ông. À, mình dịch một từ phi biểu nare hí do những người đàn ông. Rồi chỉ định cách số ít nara giá nara xá. Ở đây nó có hai trường hợp, mình đến khi mình dịch thì, đến khi mình làm bài tập thì mình người ta chia cho mình một trường hợp nào đó thôi. À, nara giá nara xá ở cách thứ tư, chỉ định cách thì nó có người ta dịch cho mình là cho hoặc là đến, cho đến. Thì ở đây mình dịch nó là cho đến đi, cho đến người đàn ông. Rồi số nhiều thì cho đến những người đàn ông. À, nó ra năng. Như vậy mình có bốn cách. À, bốn cách học ở trong ngày hôm nay. Rồi giờ xem lại. Chủ cách số ít ná rô, người đàn ông. Số nhiều ná ra, những người đàn ông. Đối cách số ít ná răng, người đàn ông. Số nhiều ná rê, những người đàn ông. Sử dụng cách số ít ná rê ná, do những người đàn ông. Số nhiều ná rê hí, ná rê phí, do những người đàn ông. Chỉ định cách số ít ná ra giá, ná ra xá, cho đến những người đàn ông. Số nhiều ná ra năng, xin lỗi, chỉ định cách số ít ná ra giá, ná ra xá, cho đến người đàn ông. Số nhiều ná ra năng, cho đến những người đàn ông. À, rồi lần nữa, chủ cách số ít ná rô, người đàn ông. Số nhiều ná ra, những người đàn ông. Đối cách số ít ná răng, người đàn ông. Số nhiều ná rê, những người đàn ông. Sử dụng cách số ít ná rê ná, do những người đàn ông. Số nhiều ná rê ná, những người đàn ông. Do người đàn ông. Số nhiều ná rê hí, ná rê phí, do những người đàn ông. Chỉ định cách số ít ná ra giá, ná ra xá, cho đến người đàn ông. Số nhiều ná ra năng, cho đến những người đàn ông. Thì ở số nhiều á, là mình thêm chữ những vào thôi ha. Số nhiều thì mình thêm chữ những thôi. Dạ, trong tiếng Việt mình thêm chữ những hoặc là chữ cá. Mình thêm chữ những đi, thống nhất với nhau. Thêm chữ những, số nhiều thì mình thêm chữ những vào thôi. Giữ nguyên cái chữ đầu ở số ít và thêm chữ những vào. Dạ. Rồi lần nữa ha. Chia lần nữa rồi ai chia được rồi chúng ta giơ tay lên rồi tập chia. À, tập chia. Chủ cách số ít ná rô, người đàn ông. Số nhiều ná ra, những người đàn ông. Đối cách số ít ná răng, người đàn ông. Số nhiều ná rê, những người đàn ông. Sử dụng cách số ít ná rê ná, do người đàn ông. Số nhiều ná rê hí, ná rê phí, do những người đàn ông. Chỉ định cách số ít ná ra giá, ná ra xá, cho đến người đàn ông. Số nhiều ná ra năng, cho đến những người đàn ông. Đó là bốn cách.
giờ ai chia được chia thử ha. À đây bảng chia đã có sẵn, chỉ nhìn vào đó rồi chúng ta tập chia thôi. Rồi mời chắc chỉ thấy sư cô Liên Diệu giơ tay trước nè. Ô Phước Duyên mời giùm sư nha. Dạ, dạ mời sư cô Liên Diệu ạ. Dạ vô Phật thưa sư con tập ạ. Chủ cấp số ít na rô người đàn ông, số nhiều na ra những người đàn ông. Đối cấp số ít na răng người đàn ông, số nhiều na rê những người đàn ông. Sở dụng cấp số ít na rê nát do người đàn ông, số nhiều na rê hít na rê thiết do những người đàn ông. Sở chỉ định cấp số ít na ra giá na ra xá cho đến người đàn ông, số nhiều na ra năng cho đến những người đàn ông. Dạ con xin hết. Rồi tốt, giỏi quá. Mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Nhà bạch sư con xin đọc ạ. Chủ cách số ít là ná rô là người đàn ông, số nhiều là ná ra những người đàn ông. Đối cách số ít ná răng là người đàn ông, số nhiều ná rê là những người đàn ông. Sử dụng cách số ít là ná rê ná là do người đàn ông, số nhiều là ná rê hí ná rê phí là do những người đàn ông. Chỉ định cách số ít là ná rá giá ná rá xá là cho người đàn ông, số nhiều là ná ra năng là cho đến những người đàn ông. Dạ không hết ạ. Dạ mời Phật tử Nguyễn Hảo. Dạ con xin chia. Chủ cấp số ít ná rô là người đàn ông, số nhiều là ná ra những người đàn ông. Đối cấp số ít ná răng người đàn ông, số nhiều ná rê những người đàn ông. Sử dụng cấp ná rê ná do người đàn ông, số nhiều ná rê hí ná rê phí do những người đàn ông. Chỉ định cấp ná ra giá ná ra xá cho đến người đàn ông, số nhiều ná ra năng cho đến những người đàn ông. Con xin hết ạ. Rồi đó. Mời Phật tử chia tất ạ. Dạ con xin đọc ạ. Chủ cách số ít ná rô người đàn ông, ná ra, số nhiều ná ra những người đàn ông. Đối cách ná răng người đàn ông, số nhiều ná rê những người đàn ông. Sử dụng cách ná rê, số ít ná rê ná do bởi người đàn ông, ná rê số nhiều do bởi những người đàn ông. Chỉ ná rê hí ná rê phí số nhiều do bởi người đàn ông. Chỉ định cách số ít ná ra giá ná ra xá cho đến người đàn ông, ná ra năng cho đến những người đàn ông. Dạ con xin hết. Mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin chia. Chủ cách số ít ná rô người đàn ông, số nhiều ná ra những người đàn ông. Đối cách số ít ná răng người đàn ông, số nhiều ná rê những người đàn ông. Sử dụng cách số ít ná rê ná do người đàn ông, số nhiều ná rê hí ná rê bí do những người đàn ông. Chỉ định cách số ít ná ra giá ná ra xá cho đến người đàn ông, số nhiều ná ra năng cho đến những người đàn ông. Dạ thưa sư hết. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Đương bỏ tay xuống và tắt mic. Xin mời Phật tử tiếp theo là Phật tử Trần Văn Điền. Dạ dạ xin nha chia. Nhất chủ cách số ít là ná rô là người đàn ông, số nhiều ná ra là những người đàn ông. Đối cách ná răng là người đàn ông, số nhiều ná rê là những người đàn ông. Sử dụng cách ná rê ná là do người đàn ông, ná rê hí ná rê bí là do những người đàn ông. Chỉ định cách ná ra giá
Narasa là cho đến người đàn ông, Naranan là cho đến những người đàn ông, vậy xin thấy chưa? À, đó. Xin mời Phật tử thích ạ. Dạ, con xin đọc. Dạ, chủ cách số ít Nara, người đàn ông, số nhiều Nara, những người đàn ông, đối cách số ít Nara, người đàn ông, số nhiều nạ rê những người đàn ông sở dụng cách nạ rê nát cho người đàn ông, số nhiều nạ rê hi nạ rê phi do những người đàn ông chỉ định cách nạ ra giác nạ ra sát cho đến người đàn ông nạ nạ rê năng nạ ra năng là cho đến những người đàn ông. Tử Trần Văn Điền tắt mic đi. Tử Trần Văn Điền chưa tắt mic kìa. Dạ mời Phật tử Khoa thích ạ. Dạ con đọc lại nha, nãy con mới đọc xong rồi cô. À đọc mới đọc xong hả chị? Dạ xin lỗi ạ. Dạ xin mời Phật tử Tấm biểu hiện. Dạ thưa sư, con xin đọc. Chủ cách số ít là Naro, số nhiều là Nara. Đối cách số ít là Narang, số nhiều là Nare. Sử dụng cách là Nare Na, số nhiều là Nare Hi, Nare Phi. Chỉ định cách số ít là Naraya, Narasa. Số nhiều là ná ra năng. Dạ con xin hết. Mời Phật tử Khuê Thích bỏ tay xuống. Dạ tiếp theo xin mời Phật tử Thi Sương. Dạ Thi Sương con xin đọc. Chủ cách số ít là Naro là người đàn ông, Nara là nhiều người đàn ông. Đối cách những người đàn ông, dịch là những người đàn ông, dịch là gì? Dạ những người đàn ông, dạ. Đối cách Na răng là người đàn ông, Na rê những người đàn ông, nhiều người đàn ông. Sử dụng cách Na rê ná do người đàn ông, số nhiều Na rê hí, Na rê hí là những người do những người đàn ông. Sử dụng cách Na ra giá nó ra sát cho đến người đàn ông, số nhiều nó ra năng cho đến những người đàn ông. Dạ thưa sư con xin hát. Xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ con xin đọc. Chủ cách Na Rô người đàn ông, Lạc Ra nhiều người đàn ông, những người đàn ông. Đối cách nặng ram là người đàn ông, nặng ghê nhiều người đàn ông. Những người dạ, sử dụng cách nặng ghê nát cho người đàn ông, nặng ghê hít do nhiều người đàn ông. Chỉ định cách nặng ra giác, nặng ghê sát cho đến người đàn ông, cho đến nhiều người đàn ông. Dạ xin hết. Quang Lê tắt mic nè, cô Quang Lê chưa tắt mic kìa. Xin mời Phật tử Phùng Điệp. Xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Chủ cách Ná rô người đàn ông, Ná ra những người đàn ông. Đối cách Ná răng người đàn ông, Ná rê những người đàn ông. Sử dụng cách Ná rê na do người đàn ông, Ná rê xí do những người đàn ông.
chỉ định cách là ná ra giá, ná ra xá, cho đến những người, cho đến người đàn ông, ná ra năng, cho đến những người đàn ông. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tuyết Ngọc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Chủ cách số ít ná rô người đàn ông, ná ra những người đàn ông, đối cách ná răng người đàn ông, ná rê những người đàn ông, sử dụng cách ná rê ná do những người, do người đàn ông, ná rê hí, ná rê bí do những người đàn ông, chỉ định cách ná rê giá, ná ra xá cho đến người đàn ông, ná ra năng cho đến những người đàn ông. Dạ thưa sư, con xin hết. Mời Phật tử Nguyên Lê ạ. Dạ thưa sư, con đọc ạ. Chủ cách số ít ná rô người đàn ông, số nhiều ná ra những người đàn ông, đối cách số ít ná răng người đàn ông, ná rê những người đàn ông, sử dụng cách số ít ná rê ná người, do những người đàn ông, số nhiều ná rê hí, ná rê hí do những người đàn ông, chỉ định cách ná ra trả, ná ra giá, ná ra xá cho đến người đàn ông, ná ra năng cho đến những người đàn ông, số nhiều. Dạ thưa sư, con hết. Rồi. Xin mời Phật tử Thanh Hòa. Con xin đọc ạ. Chủ cách số ít ná rô người đàn ông, ná ra những người đàn ông, đối cách số ít ná răng những người đàn ông, số nhiều ná rê những người đàn ông, sử dụng cách số ít ná rê ná do người đàn ông, ná rê hí, ná rê hí do những người đàn ông, chỉ định cách ná ra giá, ná ra xá cho đến những cho đến người đàn ông, ná ra năng cho đến những người đàn ông. Con xin hết ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Cá Rú Ná Hải. Chủ cách số ít ná rô người đàn ông, số nhiều ná ra những người đàn ông, đối cách số ít ná răng người đàn ông, số nhiều ná rê những người đàn ông, sử dụng cách số ít ná rê ná do người đàn ông, số nhiều ná rê hí, ná rê bí do những người đàn ông, chỉ định cách số ít là ná ra giá, ná ra xá là cho đến người đàn ông, số nhiều là ná ra năng là cho đến những người đàn ông ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Chủ cách số ít ná rô người đàn ông, số nhiều ná ra những người đàn ông, đối cách số ít ná răng người đàn ông, ná rê những người đàn ông, sử dụng cách số ít ná rê ná do bởi người đàn ông, số nhiều ná ra hí, ná rê hí do bởi những người đàn ông, chỉ định cách số ít ná ra giá, ná ra xá cho đến người đàn ông, số nhiều ná ra năng cho đến những người đàn ông. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Sa Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc. Con xin chia chủ cách số ít ná rô là người đàn ông, số nhiều là ná ra những người đàn ông,
đối cách. Ná răng, người đàn ông. Ná rê, những người đàn ông. Sở dụng cách. Ná rê ná, do người đàn ông. Ná số nhiều, ná rê hí. Ná rê ký, những người đàn ông. Do những người đàn ông. Chỉ định cách, số ít. Ná ra giá, ná ra xá. Cho đến người đàn ông, số nhiều. Ná ra năng, cho đến những người đàn ông. Dạ con xin hết. Rồi. Mời Phật tử Loan Liễu thăm má Nam Biến. Sư con xin đọc ạ. Chỉ cách nát dê người đàn ông, nát ra những người đàn ông, đối cách nát răng người đàn ông, nát dê những người đàn ông, sử dụng cách nát dê nát do người đàn ông, nát dê hít, nát dê hít do những người đàn ông, nát ra rác, nát rác rác đến người đàn ông, nát ra lăng cho đến những người đàn ông. Rồi. Mời Phật tử Trần Văn Điền. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Mời người khác đi. Dạ chắc hết rồi đã sư ạ. Rồi bây giờ hết rồi, nếu mà hết rồi nghe chia lại ha. Nghe chia lại rồi về nhà tập chia. Rồi mai mình buổi hôm sau mình học thêm một buổi nữa cho hết cái bản chia này. Cái bản chia này là hầu như là mình phải học thuộc lòng đó. Tại mình phải học thuộc lòng thì mình mới có thể làm bài tập được. Chứ học trên mạng này mà mình không học thuộc lòng nữa thì không có làm, không giải bài tập được. Mình phải học thuộc lòng thì mình mới có thể làm bài tập được. Tại mình học ở tại lớp á, thì mình còn lật sách lên, lật sách xuống được. Còn học ở trên mạng này không có lật ở đâu được hết. Tại chỉ có trước mặt thì mới làm được. Thì phải nhớ, phải cố gắng nhớ, hiểu, nắm bài được thì mới có thể làm được. Cho nên sư mới cho học rất là chậm. Để mình cố gắng mình nhớ được, hiểu được. Còn không thì rất khó. Cho nên chúng ta thấy cái nào dễ cố gắng nhớ được, cố gắng nhớ ha, hiểu và nhớ. Cố gắng nữa. Rồi về nhà tập nghe lại, nghe qua nghe lại cho nó nhuần nhuyễn. Thì như vậy chúng ta mới có thể học tốt được. Rồi bây giờ nghe để về nhà tập làm thêm ha. Chủ cách số ít, na rô, số nhiều, na ra. Chủ cách số ít, na rô, người đàn ông, số nhiều, na ra, những người đàn ông. Đối cách số ít, na răng, người đàn ông, số nhiều, na rê, những người đàn ông. Đã dùng cách số ít, na rê, na. Do người đàn ông, số nhiều, na rê, hí. Do những người đàn ông chỉ định cách số ít, nó ra giá, nó ra sát. Cho đến những người đàn ông số nhiều, nó ra năng. Cho đến những người đàn ông. Chúng ta tập đọc cho nó có số ít, số nhiều ha. Đọc cho nó đầy đủ. Chủ cách số ít, nó rô, người đàn ông, số nhiều, những người nó ra, những người đàn ông. Đối cách số ít, nó răng, người đàn ông, số nhiều, nó rê, những người đàn ông. Sử dụng cách số ít, nó rê, ná. Do người đàn ông số nhiều na rê hí na rê phí. Do những người đàn ông chỉ định cách số ít na ra giá na ra sát. Cho đến người đàn ông số nhiều na ra năng. Cho đến những người đàn ông. Bản này thì ở các xứ quốc giáo thì quý sư học là hầu như là quý sư học thuộc lòng. Ta học thuộc lòng và người ta trả bài từng bản. Từng bản thì vô ở trong phần danh từ Nam Bánh này mình có 5 tiếng vị ngữ. Hai tiếng Việt ngữ kia thì dạng ngoại lệ, dạng danh từ đặc biệt thì người ta không nói đi. Nhưng mà năm tiếng Việt ngữ A, I, U, năm tiếng Việt ngữ phổ thông là người ta học thuộc lòng để trả bài 5 bản. Mình ở đây mình không thuộc lòng nổi thì cũng nhớ được phần nào hay phần đó ha. Thôi giờ chắc lớp học mình kết thúc ở đây. Xin mời cô Phước Chuyên lên chương trình để mình kết thúc lớp học ha. Yeah.
Dạ, buổi học đến đây là kết thúc ạ. Số thi bạn tê. Dạ, chúng con xin kính tri ân sư để dành thời gian giảng dạy ạ. Chúng con xin kính chúc sư nhiều sức khỏe và an vui và có được nhiều thành tựu trên con đường tu tập. Và cũng nhân đây chúng con xin kính tri ân sư cả Pháp Nhiên, trụ trì chùa Siêu Lý quận 6 đạo room này để chúng con có được cơ hội cùng nhau học ngôn ngữ Pali. Và cũng xin kính tri ân chư vị Phật tử ở hải ngoại đã hỗ trợ sư cả tạo lập và duy trì đến nay. Đến hôm nay chúng con mới nói lời tri ân thì cũng là một sự thiếu sót, kính mong sư cả và quý đạo hữu hoan hỷ cho ạ. Và bây giờ xin kính mời cô Ngọc Trân tụng hồi kinh hồi hướng Tam Bảo, kinh hồi hướng đến chư thiên, và xin quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để hướng tâm về. Xin mời cô Ngọc Trân. Dạ, xin chào. Dạ, xin đọc hồi hướng. Akasatha chafumma tha dewa naga mahitika bunyang no anumodang tuchirang rakhan tusasa nang akasatha chafumata dewana ga mahitika bunyang no anumodang tuchirang rakhan tunogaru akasatha chafumata dewana ga mahitika bunyang no anumodang tuchirang rakhan tunyatayo akasatha chafumata dewana ga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu panino akasatha chafumata dewanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu no sada idang watano bunyang asawa khaya wahang hon tu anagate kale. Dạ, con xin đọc sa thú. Buổi học đến đây là kết thúc ạ. Xin mời lớp nghỉ và hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba tuần tới vào lúc 7:30 tối. Xin kính chào tất cả quý vị. Sa đô. Chúng con cảm ơn sư. Con xin để sư ạ.